Tâm Thanh Đức Hạnh xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Hôm nay Tâm Thanh Đức Hạnh xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly rất nổi tiếng. Đó là chiếc âm ly Sansui Alpha 607 MR. Thưa quý vị và các bạn, dòng âm ly Sansui 607 MR thì được giới chơi audio và tất cả anh em rất là tin dùng về sản phẩm này. Nó được đánh giá rất cao về chất âm và sự hoàn mỹ của một chiếc âm ly. Chiếc âm ly này thì được sử dụng với mặt phay nhôm rất đẹp. Và nó được sử dụng với một màu ánh vàng, một màu ánh vàng rất sang trọng và rất đẹp. Và điều đặc biệt, Âm Thanh Đức Hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly Sansui và các dòng âm ly có mặt tại cửa hàng đều là tất cả những chiếc âm ly được qua sàng lọc, chọn về từ hình thức cho đến chất lượng. Cho nên tất cả các dòng âm ly Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp cho quý vị và các bạn đều là hàng sạch đẹp và còn zin. Về để giới thiệu qua sơ lược về chiếc âm ly Sansui 607 MR ngày hôm nay. Vâng, nó được sử dụng với mặt phay rất đẹp, lịch lãm và được bố trí tất cả các chức năng cân bằng, gọn gàng và rất chỉnh tự. Và đặc điểm này nó được thể hiện ở những chiếc âm ly Sansui hoặc bất cứ một cái dòng âm ly nào mà do người Nhật chế tạo và sản xuất ra. Nó được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất về tất cả các thẩm mỹ. Và chiếc âm ly Sansui 607 này thì được sử dụng với công suất khá lớn, 250W. Một chiếc âm ly còn rất đẹp. Chiếc âm ly Sansui 607 MR thì có hai đường kênh ra, đó là kênh A và kênh B. Quý vị và các bạn có thể đánh được hai cặp loa và có thể chuyển một kênh nào bất kỳ theo nhu cầu và sở thích của mình sử dụng. Được tích hợp đầy đủ tất cả các chức năng lao lướt. Về chất âm hoàn hảo của một chiếc âm ly Sansui 607 với giá tiền tầm trung, và quý vị và các bạn có thể ghép được với rất nhiều dòng loa. Vâng, xin nhấn mạnh lại, chiếc âm ly Sansui 607 MR ghép được rất nhiều dòng loa và chất âm rất sáng, sạch sẽ. Và đặc điểm lớn nhất hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là một chiếc âm ly còn khá đẹp. Tất cả các phím chức năng chưa hề bị ố gì, còn rất sáng bóng. Và hôm nay vừa về, Âm Thanh Đức Hạnh đã giới thiệu với quý vị và các bạn luôn. Vâng, vẫn còn một số chỗ bẩn chưa kịp lau. Mọi chi tiết về sản phẩm, quý vị có nhu cầu sử dụng và quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ Âm Thanh Đức Hạnh, số điện thoại 0948 403 966. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và xin vui lòng quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký màu đỏ ở dưới tất cả các clip của Âm Thanh Đức Hạnh để được cập nhật các thông tin mới nhất về các sản phẩm và các âm ly đẹp nhất. Một chiếc âm ly Sansui 607 MR đẹp xuất sắc đang chào đón quý vị và các bạn.
Âm thanh lạnh xin chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo.